Những ngày vừa rồi thì tôi đã có dịp vào thành phố Hồ Chí Minh và để đi vào một vài những cái viện và thăm những cái người bạn của mình đang nằm ở trong đó. Tuy nhiên thì có một cái cảnh tượng rất là buồn cười đã diễn ra, đó là cứ có mấy cái bác kiểu như là bác xe ôm thì lại túm lại và hỏi thăm là có khám nhanh không hay là có đi khám dịch vụ hay không. Thì tôi cũng nghĩ mãi một hồi là không biết là đây đây là những ai, là nhân viên của bệnh viện hay là ai đó, và nghĩ một lúc thì tôi mới biết được đây là những cái cò mồi ở trong bệnh viện. Và thực tế là nếu như mà những cái bác cò mồi này mà không không có những cái lời yêu cầu như vậy thì tôi cũng không thể nghĩ được là lại có thể có những người mà họ cứ có thể ngồi ngay giữa những cái cổng bệnh viện và có thể làm những cái dịch vụ của mình một cách tức là quang minh chính đại như vậy. Vâng, đó là chị Vi Dung thôi, còn tôi là người mà đi khám cũng rất nhiều và cũng đưa người nhà đi khám nhiều, cho nên tôi cảm thấy rằng là không lạ gì chuyện có cò mồi xuất hiện ở các bệnh viện. Ở bệnh viện K Hà Nội thì có cò để xếp lấy số thứ tự, ở tại những bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh thì lại có cò để lấy sổ khám bệnh. Mà phần nhiều thì đều là tiền mất tật mang, mất vài trăm ngàn rồi lại bị đẩy một cái vào một cái phòng khám rất là kém chất lượng. Và tôi thì cũng đã từng bị rồi, vì sốt ruột là muốn đi khám sớm nên mới dính phải bẫy của người gian, và sau lần đó thì tôi cũng có thêm rất nhiều những kinh nghiệm đi bệnh viện. Vâng, đấy là những cái bệnh viện tại Hà Nội đúng không chị Huyền? Còn ngay bây giờ thì xin mời chị Huyền cũng như quý vị khán giả cùng đến với một phóng sự của các phóng viên VTC14 chúng tôi đã ghi nhận được về nạn cò mồi tại các bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh. Dù cảnh báo ngay từ cổng bệnh viện với loa phát thanh và bảng thông báo, nhưng tất cả có vẻ vô hiệu. Vẫn thường trực những cảnh chèo kéo. Nhìn dáng vẻ của người đàn ông này, người bệnh nhầm lẫn họ là người giữ xe máy trong bệnh viện. Nhưng thực tế, họ là môi giới cho các bác sĩ phòng khám, nghĩa là cò bệnh viện. Chứ con vô đây đợi biết chừng nào, phải có bảo hiểm y tế, còn các dịch vụ đó là bác sĩ trưởng khoa liệu chứ tôi đi hoài đó, bác sĩ bác sĩ tên gì ạ? Trưởng khoa da liễu, bác sĩ Nguyệt trưởng khoa, mà cũng chơi xích mấy chục ngàn thôi nhưng à. Mà nếu con muốn vô khám bệnh viện thì sao chú? Bệnh viện không phải có bảo hiểm, còn phải có bảo hiểm phải đầu giờ mới khám được, còn muốn khám nhanh là khám đây thôi. Khám bây giờ là nó khám rồi, khám bảo hiểm y tế trước, ở tới viên em đợi rất là lâu, tiết chiều mới xong, giờ vô trong đó khám liền luôn. Nếu bây giờ chạy số 85 Nguyễn Thông, bác sĩ Nguyên á, ở đây số 7 nè, chạy thẳng lên đường số 85 bác sĩ Nguyên. Ông chuyên về da dị ứng rồi kia là giỏi lắm. Nghề tay trái của người xe ôm tên Phong thường trực tại ngã ba bệnh viện là dắt mối bệnh nhân cho một vài bác sĩ gần đó. Bác sĩ nào cũng được giới thiệu là trưởng khoa da liễu để tăng lòng tin của người bệnh. Có gì có lại chú thấy cũng vậy thôi, gì có gì bác sĩ nó cho nhiều lắm, 20 ngàn ở trước. Nó đây giờ con tin con chạy xuống ngay cổng bệnh viện là có mấy chú kia sẽ kêu con vô à, bác sĩ khám này này nọ liền. Đó, kéo con vô luôn. Thuốc có sẵn này chú. Và một cuộc khám bệnh với vị bác sĩ được giới thiệu là trưởng khoa chỉ diễn ra chưa đầy 10 phút. Con buổi tối được cái. Con hết bao nhiêu tiền đi? 300. Rồi 300 con rồi thì chú 50 tối mai con đi. Và không ai biết chính xác mỗi ngày sự phối hợp giữa bác sĩ và cò bệnh viện thu lợi bao nhiêu từ những bệnh nhân cả tin. Cò bệnh viện tồn tại ở hầu hết các bệnh viện lớn của thành phố rất nhiều năm qua. Tại bệnh viện Ung Bướu thành phố Hồ Chí Minh, công an quận Bình Thạnh đã cung cấp hình ảnh những đối tượng cò bệnh viện lừa đảo người bệnh để tăng tinh thần cảnh giác. Dù vậy, với số lượng bệnh nhân lên đến 2.000 người mỗi ngày đến khám, việc hạn chế tình trạng cò bệnh viện không phải dễ dàng. Và đôi khi, cò lại đáp ứng được nhu cầu của người bệnh hơn là nhân viên y tế. Có nhà cò nhưng mà nhanh hơn, chỉ là lấy sổ, lấy số cũng nhanh. Mà kiểu đi khám rồi họ cũng theo số vậy, nhưng mà họ chạy bắt số được mau. Còn mình thì bắt số lâu, chỉ lâu chỗ bắt số thôi. Thì đây là một cái hiện tượng mà gây bức xúc trong dư luận. Thì trong cái khoảng thời gian vừa qua, Bệnh viện Ung Bướu cũng đã có một số cái việc làm nhằm cải thiện tình hình.
thì cho đến ngày hôm nay thì vấn đề cò bệnh viện chắc là có lẽ vẫn còn, tuy nhiên là đã được cải thiện một mức. Chỉ thứ hai là như chúng ta biết là vấn đề cò xuất hiện là do cái vấn đề là quá đông bệnh nhân, do đó bệnh viện ung bướu trong một thời gian rất là dài cũng đã thực hiện những vấn đề như là nâng cao, tức là mở thêm phòng khám, tăng số lượng bác sĩ khám bệnh. Cò bệnh viện hoạt động công khai trước cổng bệnh viện như một kiểu thách thức, trong khi nhân viên bảo vệ thì chỉ chăm chăm làm nhiệm vụ trong khuôn viên bệnh viện. Có lẽ vì thế mà những cảnh chèo kéo hay dụ dỗ hay lừa đảo buộc người bệnh phải tự trang bị sự cảnh giác để bảo vệ mình. Thì người ta nói là lợi ngay chỗ này, chỗ kia khám cho nó mau vậy đó, mà nhanh lẹ về mà mình không đi, lại lâu chút mà mình đợi nó dễ an toàn hơn. Hậu quả thì tiền mất thật mang, mình chưa hết bệnh nữa. Có nghĩa là đi nhiều bệnh viện quá thành ra biết được. Cũng giống như mình thôi, người ta cũng lựa chọn cái trường hợp để người ta lừa gạt, chứ đâu phải ai người ta cũng lừa gạt. Thì công an quận Bình Thạnh cũng đã ký kết với bệnh viện ung bướu một cái bản ghi nhớ, đó là sự phối hợp trong vấn đề an ninh trật tự, thì trong đó cũng có vấn đề cò bệnh viện. Nên xin nói thêm là chúng tôi cũng thường xuyên mỗi tháng đều có gửi báo cáo trao đổi với bên địa phương, với công an địa phương, với mục đích là để thông báo tình hình. Lẽ dĩ nhiên, sự liên kết giữa cò bệnh viện và các bác sĩ phòng khám mang lại lợi nhuận cho cả hai bên. Người thiệt dĩ nhiên là người bệnh. Nhưng nếu như tình trạng quá tải được khắc phục, thủ tục khám chữa bệnh được thực hiện gọn gàng, người bệnh không phải chờ đợi, thì mảnh đất để trục lợi của kẻ gian ở các bệnh viện hẳn sẽ không có cơ sở để tồn tại. Điều mà không biết đến khi nào có thể thực hiện được. Vâng, quả thật nếu như người bệnh không phải chờ đợi xếp hàng quá lâu, cũng như là không phải vạ vật để chịu đựng một sự thái độ thắt hủi của các nhân viên y tế, thì có lẽ là nạn cò mồi đã không thể diễn ra lâu như vậy. Trong phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng có thể nghe thấy là một vị lãnh đạo của Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cũng đã chia sẻ là cái nạn cò mồi này thì xuất phát từ chính nhu cầu của các bệnh nhân, và bản thân các bệnh viện thì họ cũng rất muốn là khắc phục được tình trạng này. Cá nhân tôi thì thấy là cũng hết sức thông cảm khi mà bệnh viện của chúng ta thì vừa phải làm những cái công tác chuyên môn, nay lại phải nhận thêm cả những cái trách nhiệm để có thể đảm bảo được an ninh. Tuy nhiên dù sao đi nữa thì quá tải vẫn là một câu chuyện dài của ngành y tế và đã gây ra không ít những hệ lụy của người dân, và người dân thì đã phải gánh chịu trong thời gian vừa qua.